Hi, xin chào tất cả các bạn, quay trở lại video tiếp theo của mình nha. Hôm nay mình có một cái đơn hàng siêu đặc biệt luôn. Nhưng mà khi nhận đơn hàng này thì nó khá là khó khăn luôn các bạn ạ. Do mình bị thu máy nè, xong rồi shipper ship đến nhà mình 2 lần mà mình không nghi máy đồ á các bạn. Do mình ba mình thu ra mình cúp nguồn mà mình giấu tùm lum hết. Đấy, thì hôm nay là ngày thứ tư. Mình phải đi tìm cái công ty đó 2 vòng thì mình mới thấy được cái công ty đó, rồi mình đến mình nhận là giá là 282.000 nha. Đó, đây là mình mua một cái mic thu âm không dây giá rẻ trên cho điện thoại, tránh những cái tiếng ồn bên trong đó các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra nha. Đây, đóng gói khá là sơ sài luôn nè các bạn, nhìn nha, nhìn kỹ nha. Đóng gói không có một cái chống sốc, không hề có một cái gì hết. Shop thì mình nhắn tin 3 ngày ghép được một câu. Bóc siêu, bóc siêu. Đây, thì đây sẽ mình không có tìm hiểu cho lắm. Nó có thể thử được tiếng ồn của mình là dành cho điện thoại Tai-Chi nha. Máy in China, cái này là con M9 thì phải. Ok, giờ mình sẽ mở ra. Thì mình sẽ không có review chi tiết ở đằng sau này đâu, các bạn tự nhìn nha. Ok, khá là nhẹ luôn các bạn, cầm nhẹ quá rồi. À, ở đây mình mua bộ một mic. Ui, tưởng mất hồn nhé. Ủa sao mình mua bộ một mic mà người ta không lấy một cái hộp một mic cho mình mà phải lấy cái hộp người ta. Ở đây sẽ có một cái tem, một tờ giấy hướng dẫn này, một cái dây sạc cũng Tai-Chi. Đây là cái cổng thu. Wow, đây là cổng thu nha. Còn đây chính là cái mic để mình thu âm, có thể kẹp được lên trên cổ nha các bạn. Đó, đây, đây là sẽ cái nút khởi động lên này. Thôi, mình không biết xài sao luôn á. Mình sẽ cắm thử này vô. Ui, vừa điện thoại mình luôn. Khi mà cắm vô rồi thì nó sẽ ở đây sẽ hiện một cái màu xanh này. Và cái mình đang cắm, mình không có cái máy quay nên các bạn không cần nha. Và khi mình cắm vô thì cái cổng Tai-Chi này nó cũng hiện màu xanh dữ nhiên luôn. Bây giờ mình sẽ thử nói xem như thế nào nha. Ok các bạn, thì hiện tại mình mới cắm xong, để quay xong thì mình sẽ chuẩn bị đi học. Giờ mình sẽ bật cái mạng lên và nói chuyện bình thường cho tất cả các bạn xem nha. Mình sẽ bật số 1. Đấy, đây là khi mình nói, không biết là các bạn có nghe tiếng ồ của bạn hay không. Đây, mình sẽ đứng ở đây. Các bạn có nghe tiếng ồ của bạn không? Bây giờ mình sẽ đeo mic vô thử nha. Mình định test ở ngoài đường các bạn, nhưng mà sợ ngoài đường người ta nhìn vô á khá là ngại đó. Thì hiện tại mình đang bật số 1 của bạn khá là to. Ok, giờ mình sẽ đây, tiếng là bộ mic mình mới review. Đó, đó, các bạn cứ nghe tiếng ồ của bạn nha. Bây giờ mình sẽ khởi động nó lên này. Đấy, nó sẽ chớp chớp như này. Dạ, mình sẽ gắn cái này vô. Ok, đây, nó đã nhận được tín hiệu rồi nha. Chắc mình số quá. Alo, alo, đó, thì bây giờ mình không biết là các bạn đã nghe được, còn nghe được tiếng quạt hay không. Có thể kẹp lên cổ áo và nói chuyện tiện lợi. Và cái này theo nhà sản xuất, theo mình biết á, là có thể nói chuyện được khoảng cách là 20 mét, 15 đến 20 mét. 15 mét. Ok, giờ mình sẽ ở đây và mình đi ra phòng mình nha. Alo, alo. Không biết các bạn đang nghe mình nói không, thì hiện tại mình đang ở sau nhà mình nè. Đấy, nói chung là mình chỉ đi một vòng thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô lại nha. Đấy, giờ mình không biết nó có xài được hay không nữa, nhưng bây giờ mình sẽ nghe để xem nó như thế nào nha. Ok các bạn ơi, sau khi mình test xong thì mình có thấy nó tuyệt vời luôn. Mình đã xem lại video và tuyệt vời kinh khủng luôn á. Cái này mà quay nút bang trên TikTok cho quên nó đã. Đấy, mình đã tắm xong rồi. Đấy, quay nút bang này. Không biết các bạn có nghe gì không. Ok, hôm nay rất là nhận cái đơn hàng này nó rất là khổ cực luôn nha các bạn. Tuyệt vời. Ok, video của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này, đừng quên cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.